Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm nay tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn đi ngược lên núi cách thành phố Nha Trang mấy chục cây số. Chúng ta lên trên này, chúng ta sẽ thăm một cái nơi mà nuôi chim yến của ông anh mà chơi với tôi cũng nhiều năm rồi. Nuôi khá nhiều chim yến và nuôi chó Phú Quốc nữa. Chó Phú Quốc thì trước mình đưa cho anh nuôi, lâu rồi mình không lên. Không biết là bây giờ chó như thế nào. Hồi trước mình lên thì mình thấy anh nuôi cả ngỗng, cả gà, thứ nhiều cá, thứ rất là vui. Rồi chúng ta sẽ đi mua cá suối, xong rồi đi mua các cái rau rừng mà người đồng bào người ta hái, người ta để rất là nhiều. Rau rừng ăn rất là ngon mà giá nó cũng rất là rẻ. Mua về vừa thưởng thức vừa cũng là để ủng hộ người dân đồng bào nghèo ở trên này. Quý vị các bạn cùng đi theo chúng tôi nhé. Quý vị các bạn, mình đã đến nhà của ông anh, mình ma cái nhà yến một lúc, mình chạy xe ô tô, mình cũng quay phía ngoài. Đây là một nhà, đây là nhà thứ hai, đây là cái nhà yến thứ ba. Đấy, rất là hoành tráng, mười mấy ngàn mét vuông. Trên này là cái khu mà trước đây là nuôi chó Phú Quốc ở trên này. Giờ mình sẽ đi vào cái khu nuôi yến trước đi. Mình vừa mới chạy xe vào đây. Đây là cái khu nuôi yến. Chúng ta vào chúng ta xem. Yến kêu mầm. Buổi chiều thì yến sẽ về rất là nhiều quý vị. Đây là xe của mình. Ông anh mình thì cũng đi xe mẹt nhưng mà màu trắng. Rồi, chúng ta sẽ đi ra thăm khu tiếp theo nhé. Đây là một cái ao. Đấy, yến rất là nhiều. Một con chó ngồi đằng kia rồi, nhìn thấy rồi. Đấy, đây một con. Hello. Đây là một em này là con của con vện. Nhìn cái mặt là biết rồi, nó giống mẹ nó. Hello. Ta sẽ đi thăm tiếp nha. Đây là dừa. Dừa đã có quả rồi quý vị. Đấy. Chim kêu líu lo. Buổi chiều thì yến nó sẽ bay về rất là nhiều luôn. Buổi này thì nó còn ít. Đấy, ăn dưỡng tuổi già như thế này thì còn gì bằng. Đây là một cái nơi vừa tiếp khách, vừa uống cà phê, vừa ngồi câu cá. Rất là lãng mạn luôn. Đấy. Chúng ta xem đây, không gian tuyệt vời chưa. Đấy, ông anh mình đã xây tường bao các thứ tử tế rồi. Ngỗng này. Đấy, ngỗng rất là nhiều. Ông anh mình đang còn rất là siêng năng, đang cắt cỏ ngoài vườn đấy. Chúng ta sẽ đi ra thăm tiếp. Ui, dừa quả nhiều chưa. Đấy. Đây, chơi một quả xe. Xe này thì ít khi đi đến lắm. Tại vì nhà có mấy cái ô tô cho nên này, ít khi dùng đến mấy cái xe này. Đấy, khế cũng quả đầy rồi. Nhỏ nhỏ cũng quả đầy, chanh. Ui, giờ mình vừa đến mà bị kiến nó cắn. Kiến nó chui vào. Hello. Này là leader. Ra đây nào. Lead này là mình đưa ở cho anh ấy từ lúc nhỏ đây. Nó thấy mình cầm máy quay nó sợ. Lead. Leader. Thôi tí nó có chủ ở quay nhá. Bây giờ sẽ thấy ông anh đang còn cắt cỏ mầm ở phía ngoài. Chà, sao mà mình vừa vào cái mà nó kiến, sao mà nó chui vào cổ mình thế này. Đúng rồi. Ngoài mình cắt cỏ ngoài này mình không biết đi ra đằng nào luôn. Nãy mình đi mình thấy đang cắt cỏ ngoài vườn, bây giờ không biết đi ra đằng nào. Bao nhiêu con nhỉ, cái đàn con này bao nhiêu con? 8 con. 8 con, chó con là được mưa bao nhiêu ngày đấy anh nhỉ? Có 18. Ok. Chúng ta sẽ đi vào thăm nhà yến quý vị các bạn nhé. Vào trong này ông anh sẽ dẫn vào quý vị các bạn xem
xem là yến nó như thế nào. Yến thì nó đi bay ăn suốt ngày, gần tối nó mới về quý vị, chứ ban ngày này thì ít lắm, ban ngày thì nó không có ở nhà mấy đâu. Đây là đường đi lên tầng 2 quý vị, trong này là nó tối om luôn, không có thấy gì hết á. Và cứ đi như vậy ra lên đến nơi chúng ta sẽ thấy bên trên này, thấy nó cũng không có mùi mè gì, không có mùi phân hay mùi gì cả. À đây hả, tổ nó ở đâu anh? Trong à, mình đi vào trong hả? Ủa hai con ấp một lúc hả? Ừ. Đây, hai con ấp một lúc thì ở một tổ hai con ấp này nhỉ? Tổ này có con ấp không hay là? Có chứ. Người ta chỉ lấy tổ khi mà nó nuôi con xong nó bay đi thôi đúng không anh? Ừ. Tổ này không thấy mẹ chắc là xong rồi hay sao. Đấy. Tổ yến này quý vị nó hơi cao ấy, cho nên là mình quay nó không được nét lắm. Yến này thực ra nó cũng giống như yến đảo thôi, chỉ có cái là nó làm ở trong nhà thôi, chứ còn nó cũng là yến tự nhiên. Nó cũng bay đi rồi nó đến chiều tối nó về vậy, chứ không phải là mình nuôi như kiểu nuôi gà đâu. Nhiều người không biết thì cứ tưởng là nó giống nuôi gà, không phải, nó sống tự nhiên ngoài. Đúng rồi, nó sống ở hoang dã vậy, nó tối nó về. Thì có những con nào đang nuôi thì nó mới ấy cả. Đấy. Ủa con này sao nó lại nằm như thế? Sao nó không đậu lên tổ nó? À, nó đang xây tổ. Nó đang cho con ăn. À, đang cho con ăn. Con yên to rồi nhỉ. Ừ, con này sắp ra vàng rồi đấy. Ừ. Nhiều người không biết cứ bảo là phá tổ nó không phải đâu, khi mà chim bay đi người ta mới lấy. Đây này, đây có hai anh chim con đây quý vị này. Hai anh chim con đang còn đấy, chim con đấy. Đấy. Hai anh chim con. Chim con nó thò đầu ra. Nhìn đáng yêu chưa? Bên này cũng thấy. Ừ. Ủa, con này thấp à, mẹ. Con non. À, con non à. Ừ. Đâu nhỉ? Ở đây nè. Đứng ở đây mình nhìn đấy. Nè. À, con này thấp ra vàng rồi đó. Ừ. Cánh nó dài rồi. Hai con này nhìn đáng yêu chưa, nhìn giống như kiểu một chim sẻ. Ừ. Nó giống như kiểu con chim này, nó giống con én. Ừ. Đây là chim non thấp bay ra ràng đấy. Và khi mà chim ra ràng người ta mới lấy tổ nhé. Một số anh em cứ bảo là phá tổ nó không phải đâu, chim ra ràng người ta mới lấy. Đấy, con này biết chim mẹ hay chưa nào. Thế là thực tế mình dọi đèn này thì có ảnh hưởng đến nó không ấy? Không. Vấn đề gì? Có khi nó cũng quen với người rồi. Ừ. Nó cũng biết mấy ông. Nó cũng biết mấy ông này chả làm hại gì nó. Nhưng con này là con mẹ ấy. Ừ. Con này là chim mẹ quý vị. Bên này còn hai con mẹ nữa này đang ấp đấy. Những cái đen đen này là cái gì anh? Loa nhiều vậy hả? Ừ. Thế còn tổ nó muốn làm đâu nó làm hả? Ừ, muốn làm đâu làm. Thế mà có một số người bảo là tổ giả cho nó, có cần tổ giả đâu. Ừ.
Thực ra thì yến nhà với yến đảo nó cũng chả khác nhau là bao nhiêu, vì nó cũng tự nhiên mà. Nó cũng đi ăn về, ủa, hai con chim non này. Khi lấy thì thu hoạch thì làm như nào thu hoạch anh? Có cái thang đấy. Thang xong lấy cái dao hay lấy cái gì để cậy anh? Lấy cái dao cậy. Dao cậy. Chỉ có khâu thu hoạch thôi, còn khâu nhặt yến các thứ thì em có đứa em nó có cái cho xem là con này là chim mẹ anh. Chim bố mẹ. Tổ ở đây. Tổ to. Tổ to nha. Chim non. Chim rất là nhiều luôn. Chim mà ra lông búp rồi. Vì trời nó tối cho nên mình quay nó không được rõ lắm. Đây cái tổ này đẹp nhỉ. Tổ to lắm. Đấy, cái mẹ đang ấp. Chúng ta mà nhặt lông được thì chúng ta mua tổ cả lông hay là tốt nhất. Bán thô này là 3 triệu 2. Còn vâng, còn nếu mà chúng ta mua kia là 4 triệu. Vâng, nếu mà chúng ta mua cái tổ mà nhặt lông rồi thì người tin tưởng, những người không tin thì chúng ta chả biết là thế nào. Đấy. Hay nhỉ, hay ở chỗ là nó ấp hai con một lúc. Tổ nhỏ này mà nó ấp hai con một lúc. Cái tổ này là nó. Tổ này chắc là ra làng, à có con lên nhỉ. Vẫn thấy con ở đây. Con nhỏ à. Con nằm ở đây. Phần trắng là chim non đấy. Dạ. Phần trắng là chim non. Mà nó nhiều này mà nó không có mùi hôi nhỉ. Hôi đấy. Không, hôi không đáng kể á. Tưởng nó kín này vào phải thở cũng được, nhưng mà mùi không đáng kể. Mùi nó không có hôi như kiểu phân gà. Đây hai con. Con chim lớn lên. Đấy, cái này quay thấy rõ. Đấy, tổ rất là nhiều đấy. Tổ rất là nhiều luôn. Ô cái tổ này như này mà vẫn có chim non ở đây. Nó mỏng manh như này mà vẫn có chim non nằm thò đầu ở đây. À, hai con này sắp ra ràng rồi. Hai này sắp bay rồi. Đấy. Yến này rất là vui. Vừa vui vừa mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Ui, nhiều lắm. Đây nè này. Tổ nhiều lắm. Nãy mình đi mình không để ý tổ nhiều lắm. Anh có để ý là khoảng bao nhiêu lâu thì nó ra ràng không hay là không để ý? Đó, theo như đấy nó cũng phải cứ tháng rưỡi. À. 45 ngày. 45 ngày. Cũng lâu ấy. Con nằm thò đầu. Nhìn cái non này rất là đáng yêu. Đây là con này là bố rồi. À. Mình đến gần này coi. Rồi chắc được rồi anh nhỉ. Rồi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video nhé. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Ai mua yến thì điện thoại theo số điện thoại chúng tôi đăng ở trên nhé. Ai muốn mua yến loại nào cũng được, yến nhặt lông rồi cũng được mà chưa nhặt lông cũng được. Ok, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cá tre này là cá suối luôn này, em? Cá suối luôn này. Cá này cá suối. Cá này người ta kho tiêu rất là thơm. Nó cũng là dạng hình như giống cá da trơn hay sao. Đấy, còn đây là cá mương chiên giòn.
rất là ngon, lên rừng thưởng thức mấy món. Đây là canh cua gạc nai. Gạc nai dạ. À, giống như gạc của con nai hả? Dạ. Đúng không? À, gạc nai này, măng rừng này, ốc này không phải ốc biêu, ốc này ốc giang. Dạ. Rau rút đúng không? Rau dớn, rau dớn. Rau dớn với rau rút là một. Dạ. Dớn với rau rút là một. Rút rút. Dạ, rau rừng rút. Đấy, rau rút đấy, nó giống như dây rút cong 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 queo đó. Ừ. Đó. Rau rút, rau dớn là một. Cây này cũng là gạc nai luôn hả? Dạ. Gạc nai luôn à. Rồi. Ba bó rau dớn đúng không? ba bó gạc luôn, gạc nai luôn. Không, cái đó hôm trước ăn không ngon. Rau dớn ở ngoài Bắc cũng đầy mà, rau này đầy. Ngoài Bắc hả? Ừ. Nói chung khắp cả ba miền chỗ nào cũng có, chú ở miền Trung nhưng mà Bắc miền Trung. Ở đây là Nam miền Trung. Miền Trung đang nước nhiều lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chú đang chuẩn bị đi cứu trợ ở lũ lụt đấy. Đâu? Cho con đi. Cái này ba bó rồi chị. Dạ. Cái này ba bó chị. Măng cho hai cân măng. Đi cứu một chút. À. Hai cân măng tươi nhá, măng chưa luộc ấy nhá. Rồi. Cháu là người Giác Lây đúng không? Dạ. À. Ở đây có rồng ở trên này không? Có. Cũng biết luôn hả? Dạ. À, tài nhỉ, ở đây mà vẫn biết à? Biết cái cô 20 tuổi đấy gì? Hả? À? Quy năng thị đen á, quy năng thị bưởi ấy biết không? Biết gì? Rồi, Vi Năng Thị Bưởi nhá, bây giờ. Dòng họ chú. Bây giờ đặt lại là Vi Năng Thị Đen. Dòng họ mà chú đang đặt cho nó là Vi Năng Thị Đỏ. Thế là chú tự đặt rồi. Đặt cho nó đỏ để nó khỏi đen nữa. Chú lượt. Không, hôm trước chú lên tận nhà nó, chú quay phim mà. Thôi chú. Hả? Nó tên là Vi Năng Thị Lơ đúng không? Vi Năng Thị Bưởi. À. Hôm trước chú lên tận nhà nó, chú quay phim mà. Ở đây mà còn biết nữa rồi.